Hoàn thành đổ bê tông cầu sông Nhuệ, các nút thi công đoạn tiếp giáp với đại lộ Thăng Long. Hoàn thiện lối đi tạm để thi công hạ tầng đoạn giao cắt với đường 70 cũ. Dọn dẹp mặt bằng phía giáp với đường Lê Trọng Tấn. Đẩy mạnh thi công đoạn đường giáp với chung cư Angland Lakeview. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Sau video về đường Lê Quang Đạo kéo dài hôm trước mình đăng lên thì có một số bạn ở gần khu vực đó có thông báo với mình rằng việc đoạn tuyến này đã mở rộng làm đường tạm để chuẩn bị thi công giao cắt với đường 70 cũ ở đây. Và tình hình phía giao cắt với đường vành đai 3.5, tức là đường Lê Trọng Tấn ở phía cuối của đường Lê Quang Đạo kéo dài, đã có vẻ như sắp được thi công trở lại, nên mình đã tức tốc đến đây để ghi lại những hình ảnh mới nhất tại đây. Những hình ảnh mà chúng ta đang quan sát thấy đây là đoạn tiếp giáp với đại lộ Thăng Long. Ở đoạn này, sau khi được thu dọn phần tôn quây rào chắn khu vực thi công thì mặt đường gom cũng đã rộng rãi ra khá là nhiều. Tuy không thể giải quyết dứt điểm được việc ùn tắc vào mỗi giờ sáng cao điểm, song cũng đã phần nào giúp cho áp lực ở đây giảm bớt khá là nhiều. Hiện nay thì việc thi công giao cắt này đã đến lớp cốt mặt đường rồi. Có lẽ trong một vài ngày tới sẽ được trải nhựa mặt trùng khớp với cả đoạn thi công trước đó ở bên trong. Hiện nay thì cả hai bên đường, việc thi công đổ bê tông và lát đá vỉa hè cũng đã tiến sát la đến nối rẽ giáp với đại lộ Thăng Long. Ở phía trong, từ giao cắt với đường Đại Linh đến đại lộ Thăng Long, các công tác thi công gần như đã hoàn tất, trong khi mà toàn bộ đèn chiếu sáng ở hai bên đường cùng với cả đèn trang trí đã được lắp đặt xong. Vỉa hè ở hai bên cũng đã được lát đâu vào đấy. Cây xanh thì đã trồng được khoảng 1/2 của cả đoạn tuyến. Số cây xanh còn lại đã được dâm ủ ở phía dưới và đang phát triển mầm chồi khá là tốt. Cầu sông Nhuệ thì hiện tại đã đổ xong được cả hai bên bề mặt của cầu. Các công tác thi công ở đây hiện tại đang là thi công đổ bê tông thành lan can cầu. Hai đầu cầu sau khi thi công xong thì phần mố cũng đã được sơn phủ lớp chống thấm trước khi san lấp đất nền. Phần chống thấm đó chính là cái phần mà màu đen chúng ta đang quan sát thấy trên bề mặt của thành bê tông. Với đoạn thi công qua khu vực vườn đào của làng Ngọc Trục, việc thi công hạ tầng ngầm ở đây đang được diễn ra khá là tốt. Toàn bộ cống ngầm đã được lắp đặt xong, những cống thì cũng đã được đổ bê tông lên đến mặt đất. Các cống thu nước chính cũng đã được tiến hành đổ bê tông cho các phần mối nối. Ở những đoạn thi công xong cũng đang được san lấp và lu đầm nền. Ở phía dưới tại hai đầu giao cắt với cả ngõ 4 của đường Sa Đôi, hiện nay thì đã được quây tôn ngăn không cho các người tham gia giao thông đi vào để phục vụ cho việc thi công qua giao cắt này. Ở đoạn gần với cầu sông Nhuệ, ở khoảng hở phía dưới kia chính là phần thi công các đầu mối nối chờ để sau này sẽ đấu nối với đường Vũ Trọng Khánh kéo dài từ cầu Mẫu Lao, Tố Hữu hiện tại đến ngã ba biển Sắt. Đoạn đường này thì đã có quy hoạch từ rất là lâu, song hiện nay thì vẫn chưa được thực hiện. Điểm chung của tuyến này với đường Lê Quang Đạo kéo dài là đều được phê duyệt từ khoảng hơn 10 năm về trước và toàn bộ đều đi qua đất nông nghiệp. Tuy nhiên thì cho đến nay mới chỉ có đường Lê Quang Đạo là đang được thực hiện, còn quy hoạch khác của khu này vẫn còn nằm yên trên giấy. Ở trước mặt chúng ta đây là giao cắt với đường 70 cũ. Hiện nay thì nhà thầu đã thi công tạo xong một lối đi tạm dành cho các phương tiện lưu thông qua đây. Theo đó thì các phương tiện sẽ đi vào đoạn đường vòng sát với làn đi của đường 70 mới trong thời gian đào đường để thi công đoạn hạ tầng ngầm. Với đoạn tuyến thi công tiếp giáp với chung cư Angland Lakeview, ở đây thì có một mũi thi công nữa đã tiến hành lắp đặt cống hộp và gia công cốt thép, đổ bê tông các khối bê tông thành chữ U để chuẩn bị lắp đặt cho hạ tầng hầm của hai bên đường. Còn lại thì trên toàn tuyến cũng chỉ lác đác một vài tổ đội thi công nhỏ lẻ.
với các hạng mục khác như đổ bê tông, nối cống hoặc là san lấp đất nền và lát đá vỉa hè cho đoạn đã thi công từ trước đó. Đến với đoạn tuyến cuối cùng của đường Lê Quang Đạo kéo dài, giao cắt với đường Lê Trọng Tấn cũng chính là đường Vành Đai 3.5 qua địa phận của phường Dương Nội, quận Hà Đông. Ở đây theo quy hoạch thì tuyến Lê Quang Đạo kéo dài sẽ cắt ngang qua đây và thẳng tiến đến đường Vành Đai 4 đang thi công để kết nối khu vực Đông La của huyện Hoài Đức. Song đó là việc của tương lai, còn hiện nay ở đoạn tuyến này vật liệu xây dựng vẫn đang được tập kết bừa bãi ở dưới lòng đường, rác thải thì vứt bỏ tràn lan ngay tại đoạn đầu của giao cắt phía dưới. Việc giải phóng mặt bằng ở đây vẫn đang còn vướng mắc với 3 hộ dân ở phía trước, khiến cho đoạn đường này đã thi công nhiều năm nhưng nay bị bỏ dở và không thể khai thác. Trong video trước đây mà mình đã cập nhật thì ở đây ngập tràn rác thải và cỏ dại. Mới đây thì đã được triển khai thu gom và dọn dẹp trở lại. Hy vọng rằng trong thời gian tới đây, việc giải phóng mặt bằng ở đây sẽ được thúc đẩy và bàn giao cho đơn vị thi công để hoàn thành nốt, tiến tới thông toàn tuyến để cải tạo hạ tầng giao thông của khu vực phía tây này. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi toàn bộ việc thi công trên tuyến đường này để nắm được tình hình thi công tại đây. Các bạn cũng hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới khi kênh đăng tải các video mới, cũng như ủng hộ cho Hà Nội 247. Xin chào và hẹn gặp lại!